Vâng, đây là những hình ảnh mới nhất của bến tàu đua F1 Đống Đa, Quy Nhơn các bạn. Được kênh Quy Nhơn City cập nhật cách đây khoảng vài ngày, nhưng vì do thời gian bận quá cho nên hôm nay Quy Nhơn City mới lên hình được cái phần bến tàu F1 Đống Đa này cho mọi người xem. Thì các bạn cũng có thể thấy là gần như là nó đã lộ diện hoàn toàn rồi, chỉ còn chỉnh trang một số cái nhà với một số cái công trình nhỏ nữa thôi, thì bến tàu Đống Đa sẽ hoàn thành và cuối tháng 3 sẽ đưa vào hoạt động. Lúc đó thì chúng ta rất háo hức chờ xem giải đua thuyền máy F1 lần đầu tiên ở Việt Nam tại Quy Nhơn là như thế nào. Vâng, các bạn sẽ xem một lượt nhé.